cái kinh giới này là mình ăn rồi mình cũng lấy cái cành á, mình cắm xuống mình cắm xuống rồi nó lên nè, ăn hoài bữa giờ luôn. Cứ mỗi thứ ít vậy, khỏi đi chợ mua các bạn ơi. Đó, tận dụng cứ mỗi thứ chút chút về cũng đỡ, ăn rau sạch nữa. Quay cây ngò gai thuốc trong đây nè. Đó, mình có cây rau dền này. Cây rau dền này mình cũng ăn cái nó rớt hạt nè. Dền này là dền tự nhiên ngoài ruộng á, mình có mấy cây này. Ăn hoài nó cứ cắt là nó lên lại. Đây cây ngò mình giấu trong đây nè, cây ngò này nó ưa trong diêm. Mọi người ơi, cây này mình giấu trong diêm á, ở dưới cái tán của cây băng giấy này. Đó, mình để vừa rau dền dưới đây luôn thì thấy là nó tốt này, trồng cùng một lần luôn. Mình cùng anh đi chợ á, mình đi chợ mình mua rồi mình cắt ngang vậy nè, mình cắt ngang trên này rồi mình ăn, xong còn cái gốc này mình trồng xuống mà nó lên đẹp không đó, mình trồng một lần luôn á. Mà ở trong diêm này cái chậu này nó tốt nè, còn cái chậu trên đây thì nó không có bằng đây nữa. Đó, đó mình trồng ở dưới cây bông giấy này thì thấy nó tốt hơn á. Giờ nó vô lại đó, để trong góc đó thấy nó tốt hơn. Đó, sáng nào ra ngắm cây ngắm bông thấy tinh thần nó thoải mái, ở nhà cảm thấy vui vẻ, đưa con đi học, đưa ba đứa con đi học cũng thấy yêu đời. Sáng ra là mình ngắm, ngồi chỗ ghế đá này, sáng ra mình ngồi chỗ ghế đá này, mình phơi nắng một chút xíu, rồi mình đi thể dục với con vịt. Đây, đó, mình ngắm, mới cho con vịt ăn xong, cơm toàn bộ đây. Ngồi ngắm cây, ngắm bông, ngắm hoa, đó, thành phẩm của mình đó. Từ tay mình trồng thấy thích các bạn ơi. Đó, cây đu đủ, mình trồng trong thùng xốp này, bữa nào nó ra trái mình quay cho các bạn coi nha. Nó có bông này đó. Đó, ở nhà 12 năm rồi đó, trên cao đó thì mình đó, mấy cái chuồng mình che đó là bồ câu của mình đó. Dùng lên cho các bạn coi trái bưởi của mình, cây bưởi mình trồng. Trái bưởi chưa? Trong đó là có nha đam luôn nha. Trồng đó. Yêu đời. Cảm thấy người phụ nữ ở nhà có giá trị. Lo cho con, lo cho chồng. Nhà mà làm không có tiền á cũng buồn lắm các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ phải tạo niềm vui cho mình, đó. Chứ không đi làm là sẽ buồn rồi. Đây, bông này đã sắp nở hoa rồi. Mới đầu mình cũng buồn lắm, rồi mình mới đi mua hoa này về trồng nè, trồng rau nè, đưa con đi học, dạy cho con học, các con không phải đi học thêm, cũng đỡ ra một khoản tiền phụ giúp gia đình đó. Nếu ai mà đi làm mười mấy năm có nhà có cửa rồi, dành dùng được một số tiền nho nhỏ mà mình không có ai chăm con thì mình cũng phải đền ở nhà thôi các bạn. Ai cũng thích đi làm hết á, đi làm để sau này về già mình có tiền mình yên tâm hơn, nhưng mà cuộc sống thì đâu như ý muốn của mình. Nếu mà mình xác định mà ở Sài Gòn mà đi làm hoài thì chỉ đẻ một đứa thôi, vì mình ở xa quê hương gia đình đó, không có ai phụ đưa con đi học hay chăm con gì hết, có hai vợ chồng nên mình quyết định mình nghỉ việc. Ngày nghỉ việc mình rất là buồn luôn, buồn ơi là buồn luôn mà không có nói ra.
Đó, nhưng mà đổi lại là mình có ba đứa con rất là xinh. Đối trong trong mắt mình là ba đứa con mình là tuyệt vời, mình đẻ ba đứa con gái nhưng mà mình rất là thấy vui. Đó. Dù có người nói ra nói vô sinh con gái này kia nhưng mà mình thấy vui. Con mình đứa đầu năm nay là học đại học năm 2 rồi. Ngành tài chính ngân hàng, trường đại học tài chính marketing. À, mình rất tự hào với bé đầu của mình đó. Trải qua gian khổ với ba mẹ, nay con đã lớn, còn hai bé sau thì còn nhỏ nên mình phải ở nhà chăm. Đó, vừa quay cây bông vừa tâm sự xíu cho cả nhà cùng xem. Nhà có ai ở nhà như mình không? Vào tâm sự với mình nha, cho mình xin một nút đăng ký nha. Đó, ở nhà làm bạn với mấy cây hoa, mấy cái cây vui nha các bạn. Chào cả nhà.